đây đến đây nửa cm. Ta cứa từ bên hông vào nửa cm nhé. Và ta cũng sẽ cắt vào nửa cm. Chỉ cứa xung quanh vòng tròn nhé mấy bạn. Đấy. Và bây giờ mình cũng cắt từ trên cắt xuống, mình cũng cắt theo nửa cái vòng tròn hồi nãy mình cắt. Nửa cm nha. Sẽ ngập vào. Tương tự như thế. Nào, canh lên nửa cm tiếp. Chúng ta sẽ cứa một cái đường vòng tròn ôm tiếp. Và cũng từ trên đây chúng ta sẽ bắt cắt vào nửa cm tiếp. Mình cứ từ từ mình cắt ra để mình lấy cái này ra. Tiếp tục lấy ra. Cái này đã có được tầng thứ hai ha. Tại vì cái này là cầu thang, cái bậc thang của mấy cái núi đá thì mình không cần nó phải đều, không cần nó phải quá mỏng mảnh nhá. Tương tự như thế mình sẽ cắt cho hết cho nên tứ trên cao nha. Bây giờ tức là tầng tiếp theo. Đầy quá. Bạn muốn bao nhiêu bậc thang thì bạn cứ cắt như thế tiếp tục cho nên những bậc thang cuối cùng. Cái bậc thang. Sau đó mình sẽ qua một cái bậc thang khác nhé. Bậc thang dành cho mấy bạn muốn bậc thang mình vuông thì hoặc là mình muốn tạo một cái bậc thang hai bên. Thì đây cũng tương tự như nó, mình sẽ cắt một cái đường hình vuông. Mình dùng cái đầu mũi dao nhé. Mình kéo nửa cm thôi là cái thang của mình nó vừa rồi, kéo từ bên này qua bên kia luôn nha mấy bạn. Và mình cũng như thế, từ trên mình cắt xuống, cái bề dày của nó khoảng nửa cm thôi. Cái bậc thứ hai mình cũng tương tự, mình cắt lên nửa cm, dùng mũi dao để cứa nhé. Người có nhớ có chờ ngày, xin hãy ôm buồn đau.
mình bẻ ra cũng được, để tạo cho nó có cái độ mà gền đá không tự nhiên thì nó vẫn càng đẹp. Còn mấy bạn muốn bằng phẳng thì mấy bạn cứ cắt phẳng lại nha, còn không cần không muốn cắt phẳng thì cứ về cắt xuống bứt ra thôi. Cùng đây.